Tại Hà Tĩnh, cơ quan công an đã kịp thời ngăn chặn giúp một phụ nữ ở huyện Hương Khê tránh bị lừa đảo mất 300 triệu đồng đầu tư vào app nuôi bò online. Trước đó, Công an xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nhận được thông tin từ ngân hàng Airbank chi nhánh Phúc Động về việc chị NTT, trú xã Hà Linh, thế chấp sổ đỏ dài 300 triệu đồng để chuyển cho các đối tượng mời gọi đầu tư vào app nuôi bò. Công an xã Hà Linh đã giải thích cho chị T về những rủi ro và khả năng bị lừa đảo. Sau khi được cung cấp thông tin chi tiết về các vụ lừa đảo tương tự trên không gian mạng, chị T mới nhận ra mình đã bị lừa. Theo lời kể của chị T, chị được một người dùng Facebook kết bạn. Sau đó, người này rủ chị đầu tư vào app nuôi bò. Thấy lợi nhuận cao nên chị đã chuyển cho đối tượng 80 triệu đồng và được trả lãi ban đầu là 21,5 triệu đồng. Sau đó, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chị chuyển thêm 300 triệu đồng để có lãi suất cao hơn. Sự can thiệp kịp thời của cơ quan công an đã giúp chị tránh bị mất số tài sản lớn.